với tâm thế mang ra tình cảm, mang về niềm tin. Một hải trình thuận lợi đã đưa đoàn đến thăm quân dân 7 điểm đảo và nhà sàn JK-18 Quế Đường. Những công trình, món quà mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô dành tặng cho quân dân huyện đảo Trường Sa là biểu tượng của tinh thần yêu nước của tỉnh quân dân, là pháo đài sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là pháo đài cột mốc chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Đồng bào thủ đô rất là trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ và sáng tạo để tổ chức các cái hoạt động, từ kêu gọi ủng hộ từ các tầng lớp nhân dân thủ đô, rồi cử năm nào cũng cử các cái đoàn đi ra rồi thăm động viên quân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà sàn JK-1. Với tinh thần Hà Nội vì cả nước vì Hà Nội, năm nay là năm thứ 14, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô cử đoàn công tác đi thăm tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ chiến sĩ nhà sàn JK-18. Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và quân và dân thủ đô Hà Nội luôn hướng về Trường Sa thân yêu bằng những cái việc làm thiết thực, đặc biệt là đã ủng hộ 509 tỷ đồng để xây dựng các cái nhà văn hóa đa năng tại các đảo của quần đảo Trường Sa. Chúng tôi muốn gửi tới quân và dân hiện nay đang công tác, làm việc tại quần đảo Trường Sa một cái niềm tin yêu và tin tưởng với cái sự nỗ lực cố gắng của quân và dân đang công tác tại các đảo, tại quần đảo Trường Sa, vững tay súng, giữ gìn bảo vệ chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc. 10 ngày ở Trường Sa là những khoảnh khắc không thể nào quên. Đoàn mang theo về niềm tin và tình yêu biển đảo trong trái tim Tổ quốc. Đến Trường Sa để tri ân và sẻ chia những khó khăn gian khổ. Rời Trường Sa để tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các quần đảo của Việt Nam thêm vững chãi. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô luôn tin tưởng vào ý chí vươn lên, khắc phục mọi khó khăn gian khổ của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, nhà sàn JK-1 để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trước cái sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ, thì có lẽ trách nhiệm của chúng ta ngày hôm nay càng phải đoàn kết hơn, càng phải vững tin hơn trước cái sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, và chúng ta cùng chung tay trong thời bình đóng góp cái cơ sở vật chất để cùng xây dựng những các cái điểm đảo để đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ của chúng ta là có cơ sở vật chất tốt hơn, có điều kiện tốt hơn để yên tâm và giữ vững biển đảo. Tình cảm của người dân thủ đô đối với cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo thì chúng tôi luôn luôn xác định tốt ý chí, quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo đơn vị tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, vững chắc tay súng để bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo và thần địa của Tổ quốc. Trong hải trình thăm tặng quà quân dân trên quần đảo Trường Sa, đoàn công tác số 10 thành phố Hà Nội đã làm lễ tưởng niệm những cán bộ chiến sĩ hải quân đã anh dũng hy sinh trong sự kiện ngày 14 tháng 3 năm 1988 tại quần đảo Trường Sa và các anh hùng liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thềm lục địa của Tổ quốc. Khép lại một hải trình với rất nhiều hoạt động ý nghĩa, điều lắng lại trong mỗi thành viên của đoàn công tác thành phố Hà Nội năm 2024 không chỉ là sự trải nghiệm được ngắm nhìn Tổ quốc từ biển, thấu hiểu hơn biết bao công sức, nước mắt, mồ hôi và cả máu xương của cha anh đã đổ xuống cho sự trường tồn mãi mãi của Trường Sa, mà còn là sự nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền đất nước, thực hiện và hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.